rin lệ bạn. Này khá là nhiều này. Pho lại mang này. Pho lại. Quấn. Nè nè nhỏ, nè 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 nè, dọn lên cao lên. Ừ. Đợi nhập lọc một tí này thật. Mình thu tép tôm. Nó tóc mà rồi, nó tóc. Này nè, này nè, vừa nè, bạc la, bạc la này nè. Đây mọi người. Đây là tép. Hello mọi người. Đã đến với channel của mình. Hôm nay mình giới thiệu về lưới. Đi thả ở trong suối để bắt cá. Rồi bắt những con tép nhé. Hôm nay mình mới lấy về mặt hàng lưới. Đấy mình hãy xem. Nhiều cây nha. Giờ mình tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cây. Lô của nó nha, mình tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lô luôn. Nếu mà mình biết cái 8 lô là giá cả khoảng 1 triệu 2 nhé. Bây giờ mình sẽ chưa test lần nào nha, bây giờ mình xin mua về để mình review cho mọi người biết. Hôm nay cái sản phẩm này khá là tuyệt vời. Ví dụ mình lấy những cái gì đồ ăn á, nhờ đồ ăn cá rồi mình bỏ trong rồi con cá nó mùi rồi nó tới rồi nó vô từng lỗ này, người 8 lô này. Vòng 8 lô đây mình sẽ thả đồ ăn ở trong đến khi nó vừa hết trong đó rồi, rồi mình dỡ cái này nhé. Bây giờ mình thả trong nước rồi. Rồi đến khi nó ăn rồi nó vừa trong đây rồi mình đưa lên, xong mình đưa lên xong là mình muốn lấy của nó mình phải rút ra như thế này đó. Xuống. Đây là có cái kéo của nó mình sẽ lấy mình sẽ lấy vào cái kéo này. Đây mọi người xem kéo này. Đấy. Có cái kéo của nó, xong rồi mình phải đưa cái tay mình muốn lấy con gì ở trong. Đấy, ví dụ như mình chưa khuét lỗ nên được rồi, mình khuét lỗ ở trong rồi mình chưa khuét mà xong mình dịch hoặc là mình rút vào đằng sau này cũng có ấy. Cái mặt hàng này mình mới lấy về để sáng thì nhá, là chưa test lần nào. Giờ mình muốn cho mọi người xem mình sẽ test qua suối rồi mình review tiếp cho mọi người xem. Giờ mình sẽ quay xung quanh kênh lại cho mọi người xem nha. Đây, nghe xem được chưa? Này, cái mặt hàng nó khá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Nó làm giống như cái mùng đây, cái lỗ của nó này thông qua mấy lỗ luôn nha mọi người. Đây 2 3 4 5 6 7, đây là 8 đấy mọi người, 8 lỗ luôn. Đây nó làm y chang như mùng mình đang làm đấy mọi người. Giá cả của nó rất hợp lý nha, cái giá cả mình không thể nói là tùy theo chỗ hoặc là chỗ mình quen biết nó may bớt cho mình.
Còn cái chỗ không quen biết nó cứ bảng đúng giá thôi mọi người nha, chứ mình không thể nói được giá. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem cái sản phẩm mình mới lấy ra từ sáng nay nha. Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng, mình sẽ review cho mọi người xem. Đây mọi người, ở phần dưới cái lỗ đít của nó thành y chang như vậy luôn nha mọi người. Đây, nhìn này, thấy không? Đây là phần dời mình kéo, kéo lên này, đeo lên nó túm lại, nhìn này, đấy, nhìn nó túm lại như thế này. Đây, giờ mình thả xuống nè, rồi, đấy. Nên mình ấn xuống nó nặng tí, đó, bắn ra thành to luôn, mọi người xem. Đây, đây là video của mình đang chia sẻ lần đầu tiên nha. À, mọi người nhớ theo dõi đến khi mình đi test thử cái sản phẩm này nó có zin cá hay không nhé mọi người. Mình nghĩ là chắc chắn phải zin như là tép, không ăn thua luôn. Tép cá nhỏ nhỏ đó, mọi người. Đây. Đây mọi người ơi. À, sản phẩm nó nhìn từ xa khá là đẹp nha. Bề mặt của nó chắc cỡ 1 mét đó mọi người, đúng 1 mét. 1 mét, bề mặt của nó 1 mét, chưa được 1m80 á. Nhỏ quá, 1 mét thì rộng hơn. Đây, chắc tầm cỡ 1m80 thôi mọi người ơi. Đây, mình đang review cho mọi người xem này. Hôm nay mình tạm dừng video clip tại đây nha mọi người, nhớ theo dõi ủng hộ nha. Rồi nếu có gì video cảm thấy vui cho mình xin một like và đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha, nếu ai chưa đăng ký nha. Rồi xin mọi người hẹn gặp lại video tiếp sau nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay đã đến với channel của mình. Hôm nay mình review giới thiệu về mình đã có sản phẩm đi bắt tép cá ở dưới suối nha. Giờ mình phải lấy về. Hôm nay mình đã chia sẻ cho mọi người xem nha. Đây. Mọi người, hôm nay mình đi có được con non nha. Đây này, căn của mình này. Giờ mình đang làm mà cho nó ấy, xem thử có con không. Thì có ít mọi người. Đây, giờ mình có lông thao nha. Đây, đây mọi người xem này. Đấy, vẫn có nhưng mà ít quá, bây giờ mình phải bắt thôi cho mọi người xem nha. Đây, mình bắt được vài con này, bây giờ mình đút luôn thảo mọi người xem nha. Đây nè, thảo này nè, chỉ có con nào. Đây, mình rút ra mình sẽ lấy qua. Đây mọi người, mình bắt được 1 ít rồi. Đây nè. Đấy. Đây, 1 ít. Chưa nhiều đâu, giờ mình mới đặt nè, mình mới thử, mới giờ đến khi nhiều rồi mình quay lại tiếp đó nha. Giờ bắt con thao này được mấy nghìn con chứ. Giờ bỏ lại đây. Đây,
Bỏ từ từ thôi. Bỏ cẩn thận nha. Chứ không đứt. Ê, nghiêng nghiêng đi, bạn bắt nắp biên à. Tuy nèng cái kìa. Đấy, làm như vậy chứ. Căng căm căm luôn, căm. Lạ lạ lên như thế này, lạ tự. Lạ là cua bé tôi nhỉ. Cầm cho nó chim sâu sâu đây. Kệ nó chứ, trông cái gì thì bắt cái đó. Mùng ngay tích đèn hơi như buồn. Thật đấy. Mình thu tép tôm. Nó tóc mặt rồi, nó tóc là tăng mặt rồi. Ôi nhiều quá. Đưa đưa qua bên đây. Hăng em bia, hăng nó cái này. Mình tui nó cái này. Phải nụ là, em một một quẹ. Bia quẹt mà lan này. Nó nắm bia này nè, vừa nè, bia cái la, bia cái la này nè. Đây mọi người. Đây là tép. Giờ mình sẽ cho qua. Đây. À, tao làm lăn giờ luôn ý. Mình ăn được tiếp luôn nha. Xem này. Vâng, bia bia cái này nè. À, em bia hăng hào. Bia cũng bơ bơ rất nè. Bơ hồi qua. Rình lệ bạn. Này khá là nhiều này. Pho là măng này. Pho là. Quấn. Nè nè nhỏ. Nè 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 nè. Dọc lên cao lên. Ừ. Đợi nhập lọc này thắng. Đấy. Đấy. Đây chuẩn bị ăn tép sóng nhé mọi người. Tép sóng, tép mà, tép tép Tây Nguyên đấy. Để ăn trực tiếp luôn. À, không không có nấu đâu. Ăn vậy, tép này tép non này. Ngon nhất đấy. Tép đây và tép xanh. Ừ. Hello, hôm nay đã đến với channel của mình. Mình đã giới thiệu mình ăn tép sóng nha. Ở vùng cao nguyên là không cần nấu đâu, chỉ ăn sống như vậy là chất lượng ngon. Đấy á. À. Sở quá ha. Ừ. Ừ. Đây nè, ăn xong rồi nè. Ừ. Ồ, ăn, ăn nhiều con luôn. Ô nó chào ấy. Ăn ăn một lúc là ăn ba con. Đây. À, ngon. Ừ, ngon quá. Chào từng chào từng. Ăn món ở đây bà con hay thương cười bởi vì người ta thấy món ăn này rất lạc mọi người. Đây. Ăn luôn. Cả cá luôn nha. Mình bấm qua cá là tại vì mọi người đang thử thách mình làm YouTube ấy. Có ai dám ăn cá không? Đây là cá này. Cái bột nó tọc cái giờ mình châm nước mắm này. À châm muối muối ớt. Giờ mình ăn thưởng thức nha. Ngon quá. Mọi người xem nào. Ồ ngon quá mọi người nhá. Con ơi, con ơi cho ăn tiếp đi. Con. Thế rồi. Đây là cá luôn nè. Cá luôn. Đây, cá sống à. Ăn luôn à? Cá này chưa có ướp gia vị hết, ăn trực tiếp luôn nè. Ngon quá. Hết đường chê luôn, không ai nói mày được. Ôi, nhìn bay, nhìn bay, nhìn bay, thôi, nhìn bay. Hết đau bí, nhìn bay hết rồi. Đây là uống rượu trắng. Uống mút bi thôi, không phải ra ly. Rượu trắng là mình không cần rót bi, rót vào ly đâu. Mình chỉ múc dưới, mình múc dưới thôi. Cứng quá. Cái này là hơi hay từ từ lại thôi, uống cái này mau chết lắm. Giờ mình làm kênh nhá, mình phải làm như vậy để mọi người xem nó có hài hước hơn một chút nhá mọi người. Mọi người hãy thông cảm cho mình nhá. Hôm nay mình đang đi mình ăn các món ở đây, rất nhiều món lắm mọi người xem nhá. Đây này đang lựa chưa rửa đâu nhá, hôm nay chưa rửa đâu tại vì không có nước á. Nó rắc lẹ, nó rắc lẹ.
lệ bộ cho hàng lều tuần đây ra là cá hả cá ô là mọi nhà vật 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 nhà đi ta ra nhá đúng cái này chạy ha chạy rồi lúc mẹ như trả luôn mình cái đẹp đẹp trong mình có cả bộ quỳ thôi đấy ăn xong luôn à tại bà có thấy đấy đấy người mình sẽ ăn xong cái bà quay nhá bà quay nhá bà quay nhá bà quay nhá rồi anh quay cái có pha mình nghỉ quậy rồi anh quay xin